Trên video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 bài về cái phần bài tập về ma trận xoáy ốc nhé. Nó có bao gồm ma trận xoáy ốc thường này, ma trận xoáy ốc ngược này, ma trận xoáy ốc nguyên tố và ma trận xoáy ốc Fibonacci. Nói chung là bạn chỉ cần biết xây dựng cái ma trận xoáy ốc cơ bản này này là bạn có thể làm được 3 bài còn lại. Người ta sẽ cho mình một cái cấp của ma trận xoáy ốc nhé. Và người ta bắt mình in ra cái ma trận xoáy ốc tương ứng. Cho bạn nào chưa biết ma trận xoáy ốc thì ma trận xoáy ốc nó sẽ tạo thành một cái vòng chôn ốc ấy. Ví dụ như ở đây ấy, n của mình là 3 đúng không? Thì mình sẽ xây dựng được một cái ma trận vuông nó có cỡ như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Đấy, nó tạo thành một cái hình chôn ốc như thế này. Và nó tăng dần từ 1 cho tới n bình phương. Ok, ở đây n bằng 3. Và tất nhiên là nếu mà cái cỡ của bạn là bằng 4 thì nó sẽ như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, ok, thì nó sẽ tạo thành một cái cũng tạo thành một cái chôn ốc như thế đây. Ok, nó xoáy ốc vào dần vào trong như thế này. Thì người ta tạo gọi là cái ma trận xoáy ốc. Vậy thì làm sao để xây dựng được cái ma trận xoáy ốc này? Để xây dựng được cái ma trận xoáy ốc này thì bạn phải tạo cái hình của nó, bạn bạn tạo một cái ma trận A có cỡ là n nhân n nhá, để lưu cái ma trận xoáy ốc này, và mình sẽ xây dựng nó đúng như cái hình xoáy ốc mà nó muốn mình in ra theo. Các bạn khởi tạo cho mình một cái ma trận A có cỡ là n nhân n để lưu cái ma trận xoáy ốc này nhá. Sau đó là mình xây dựng dần các cái phần tử cho cái ma trận đấy. Thì để xây dựng cái dần cho cái ma trận này này thì các bạn thấy là nó cái ma trận xoáy ốc này nó tạo thành những cái vòng đúng không? Tạo thành những cái vòng. Ở đây thì n bằng 4 này nó có hai vòng. Đây, vòng thứ nhất đây này. Đây, đây chính là vòng thứ nhất. Đấy, vậy thì các bạn cũng xây dựng như thế, đầu tiên các bạn tạo cho mình cái vòng bên ngoài như thế này. Ok. Sau khi mà được tạo được cái vòng bên ngoài rồi thì bạn sẽ xây dựng cái vòng thứ hai như thế này. Đấy. Ok. Thì đấy chính là cái cách mà xây dựng cái ma trận xoáy ốc. Đấy là mình sẽ xây dựng từng cái vòng một của ma trận xoáy ốc này. Mà cái ma trận xoáy ốc này mỗi vòng của nó sẽ có bốn cạnh nhá, nó sẽ có bốn cạnh, cạnh trên này, cạnh bên phải này, cạnh xuống dưới này và cạnh bên trái. Đấy. Vậy thì mình cũng làm như thế, đấy là mỗi mỗi lần xây một cái vòng này này thì mình sẽ xây dựng bốn bốn đoạn nhá, bốn đoạn bên trên, bên phải, xuống dưới và bên trái. Ok. Đấy. Vậy thì để xây dựng bốn cái cạnh xung quanh này này thì mình sẽ duy trì bốn biến nhá. Cái biến thứ nhất ấy là cái biến hàng một, đây nó chính là cái biến hàng một này, này để duy trì, để chỉ xem ra là cái xoáy ốc hiện tại, cái vòng xoáy ốc hiện tại ấy, cái dòng trên cùng nó là hàng mấy, được chưa? Và cái biến thứ hai là cái biến hàng hai, nó chỉ ra được là cái hàng cuối cùng ấy, cái hàng cuối cùng của cái xoáy ốc hiện tại nó là bao nhiêu, hàng trên và hàng dưới. Ví dụ như bạn xây dựng cái vòng ngoài cùng của ma trận xoáy ốc này này đúng không, thì bây giờ cái hàng một nó đang là bằng không và cái hàng hai này nó là hàng cuối cùng này nó là bằng 3, được chưa? Tương tự như vậy bạn cũng phải duy trì cho mình thêm hai cái biến là biến cột 1 và biến cột 2 để duy trì chỉ xem là cái cạnh bên trái này này nó là cột mấy và cạnh bên phải này nó là cột mấy, thì mình duy trì cái cột 1 ở đây và cột 2 ở đây. Đấy. Vậy thì khi mà ban đầu bạn khởi tạo cái H1 bằng 0 đúng không? Và cái H2 ấy bằng n-1. Đấy. Tương tự như vậy, cột 1 thì bằng 0 và cột 2 thì bằng n-1. Vậy thì khi đó có phải là bạn sẽ xây dựng được cái vòng ngoài cùng này không? Đấy. Sau đó làm sao nhỉ? Cứ xây dựng xong một cái vòng này này, bạn sẽ thu hẹp cái vòng của cái vòng vòng này lại bằng cách là bạn sẽ cho cái biến C2 nó nhảy sang cái cột này. Cho cái biến C1 nhảy sang cột này, cho biến C2 nhảy sang cột này. Cho cái biến H2 nhảy xuống cái dòng dưới và cho biến H xin lỗi cho biến H1 nhảy xuống dòng dưới và cho biến H2 nhảy lên vòng trên. Thì bây giờ bạn thấy có phải là cái cột 1 nó lại cái cột là cột 13 16 này không? Được chưa? Cái cột 2 thì nó chính là cột 14 15. Cái hàng hai này này thì lúc nãy nó đang là hàng này đúng không? Bây giờ nó sẽ nhảy lên cái hàng trên 15 16 này này. Và cái hàng một thì lúc nãy nó đang là hàng không thì bây giờ nó sẽ nhảy xuống cái hàng dưới này là 13 14 như thế nào. Đấy, thì đấy chính là cái cách mà xây dựng cái ma trận này. Ok. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt, sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn. Đấy là cái cách xây dựng như thế nào. Ở đây mình chỉ cần nhập vào một cái thằng n, đấy chính là cái cấp của ma trận xoáy ốc mà người ta cần mình xây dựng đúng không? Rồi, sau đó nhập, xin lỗi nhập nhập vào này. Sau khi mà nhập xong, các bạn khai báo cho mình một cái ma trận A có cỡ là n nhân n để lưu cái ma trận xoáy ốc này và dùng cho mình một cái biến cao nữa khởi tạo bằng 0. Ok. Bằng 1 xin lỗi. Cái biến cao này được dùng để bạn gán lần lượt 1 2 3 4 5 6 7 cho đến n bình phương cho từng phần tử của ma trận ấy. Mình cứ xây được một phần tử nào thì mình sẽ gán cho các phần tử đấy bằng biến cao và bạn bạn tăng cái biến cao đấy sau khi mà mỗi lần bạn xây dựng được một phần tử lên. Thì khi đó cái biến cao của bạn nó sẽ xây dựng đủ các phần tử từ 1 cho tới n bình. Ok. Vậy thì bây giờ ấy, bạn làm như sau này.
bạn dùng một cái biến là biến hàng 1 khởi tạo bằng 0, cái biến hàng 2 thì khởi tạo bằng n trừ 1, biến cột 1 thì khởi tạo bằng 0 và biến cột 2 thì bằng n trừ 1. Đấy, các bạn thấy là ban đầu mình xây dựng cái xoáy, cái vòng xoáy ốc bên ngoài cùng thì có phải nó là hàng 1 bằng 0, hàng 2 bằng n trừ 1 và cột 1 bằng 0 và cột 2 bằng n trừ 1 không? Ok, và bạn lặp với điều kiện là y h1 ấy, còn nhỏ hơn hoặc bằng h2 và cái cột 1 còn nhỏ hơn hoặc bằng cột 2. Đấy, ok, đấy chính là cái điều kiện lặp nhé. Tức là chừng nào mà cái xoáy ốc của bạn mà nó vẫn còn cái hàng 1 và hàng 2 này này, hàng 1 nó vẫn nhỏ hơn hoặc bằng hàng 2 và cột 1 nó vẫn nhỏ hơn hoặc bằng cột 2 ấy, thì mình vẫn sẽ lặp nhá, mình vẫn sẽ lặp. Chừng nào mà cái h1 nó lớn hơn h2 ấy, tức là bạn xây dựng được tất cả các cái, tức là cái xoáy ốc của bạn, cái vòng xoáy ốc của bạn, cái chỉ số hàng bên dưới nó vượt qua cái chỉ số đằng trên rồi thì có nghĩa là mình đã xây dựng xong rồi đấy. Ok. Đó. Rồi thì bây giờ mình làm như thế nào nhỉ? Mình sẽ xây dựng cái gì nhỉ? Xây dựng dòng trên cùng. Được chưa? Vậy thì khi mà xây dựng cái dòng trên cùng này, bạn có để ý đấy chính là nó đang, mình biết cái chỉ số dòng của nó là dòng H1 rồi đúng không? Và cái cột của nó thì bắt đầu từ cột 2, cột 1 cho tới cột 2. Vậy thì bạn chỉ cần xây dựng một cái vòng for chạy từ cột 1 cho tới cột 2. Ok? Và bạn gán từng phần tử 1 ở cái hàng 1 này này. Đấy, là cái biến cao nhá. Thế là được. Vậy thì ở đây mình sẽ dùng một cái vòng for chạy từ cột 1 cho tới cột 2. For int y bằng 0, à xin lỗi, cột 1 y nhỏ bằng cột 2 y cộng cộng. Mình biết cái thằng cái dòng này nó ở hàng 1 rồi đúng không? Thì mình chỉ cần gán là chỉ số hàng nó chính là hàng 1. Được chưa? Chỉ số cột nó chính là chỉ số y mà mình chạy từ cột 1 cho tới cột 2 kia kìa. Mình gán nó bằng biến cao nhá. Sau đó bạn tăng cái biến cao mỗi lần sau khi mà bạn gán lên thì nó sẽ xây dựng được cái dòng đầu tiên của cái khung bên ngoài đấy. Ok. Rồi, sau khi mà mình xây dựng được dòng đầu tiên trên cùng rồi đúng không? Bạn sẽ xây dựng cái cạnh ở bên phải, cạnh ở bên phải. Đấy, nhưng mà trước khi mà xây dựng ở cạnh ở bên phải thì bạn phải cho cái H2 này tăng lên, bởi vì là bạn thấy ở cái cạnh ở bên phải này này, sau khi bạn xây dựng được 1, 2, 3, 4 là cái dòng đầu tiên rồi thì khi mà bạn xây dựng cái cạnh ở bên phải này này, nó sẽ xây dựng từ cái hàng H1 cộng 1 trở xuống. Đây, nó chỉ xây dựng từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 này thôi. Ok, vậy thì sau khi mà bạn xây dựng được cái dòng đầu tiên này này, cái cạnh trên cùng này này, thì mình sẽ phải tăng cái chỉ số hàng 1 của mình lên. Rồi bây giờ mình sẽ xây dựng cái cạnh ở bên phải. Thì bây giờ bạn thấy là cái cạnh ở bên phải của mình làm sao nhỉ? Nó đang là, nó có chỉ số cột là cột 2. Đấy. Và cái chỉ số hàng thì sao? Chỉ số hàng của mình thì bắt đầu từ hàng 1 cho tới hàng 2 đúng không? Đây, hàng 1 của bạn tăng lên đây rồi nhá. Đấy, thì có phải bạn xây dựng hàng 1 cho tới hàng 2 đây không? Đây, các phần tử đây. Đấy, vậy thì bạn chỉ cần dùng một cái vòng for chạy từ hàng 1 cho tới hàng 2 thôi. Và bạn gán cho từng phần tử ở trên cái cột 2 này này. Đấy, bằng cái biến cao. For int y bằng h1, y nhỏ hơn hoặc bằng h2, y cộng cộng, và mình sẽ gán là gì nhỉ? Ở đây cái chỉ số hàng nó là chỉ số y nhá, các bạn phải cho chữ y lên trước, tức là mình sẽ cho a y, chỉ số cột ở đây là gì nhỉ? Chỉ số là cột 2. Đấy, nó sẽ bằng cái biến cao, và đó bạn tăng cái biến cao lên. Rồi, thế là mình đã xây dựng được xong cái cạnh bên phải. Bây giờ xây dựng, sau khi mà xây dựng cái cạnh bên phải này xong này, thì bạn cho cái cột 2 nó nhảy sang bên trái này này, nó giảm đi một đơn vị, bởi vì khi mà bạn xây dựng ở cái dòng cuối cùng này này, là bạn chỉ xây dựng từ cái thằng 8 này đổ lại, mình không xây dựng lại thằng 7 nữa mà. Thành ra là bạn sẽ cho cái biến cột 2 này giảm đi một đơn vị, trừ trừ cột 2. Ok. Sau khi mà bạn xây dựng được cột 2 xong rồi thì bây giờ ấy, bạn sẽ xây dựng cái dòng cuối cùng này. Cái dòng cuối cùng này nó chính đang là có chỉ số dòng là hàng 2. Cột thì chạy từ cột 2 đến cột 1. Đấy, vậy thì bạn sẽ dùng một cái vòng for. Từ từ, ở cái chỗ này này, bạn phải kiểm tra thêm một cái bước nữa nhá. Đấy là bạn phải kiểm tra là cái cột 1 ấy nó phải nhỏ hơn bằng cột 2 thì bạn mới xây dựng cái dòng cuối nhá. Đấy. Vậy thì bạn sẽ duyệt là từ cái cột 2 đúng không? Bạn sẽ duyệt từ cột 2 là for int y bằng cột 2 y lớn bằng cột 1 y trừ trừ. Đấy. Mình sẽ duyệt qua từng cột 1 đúng không? Và cái dòng ở đây là dòng H2 đúng không? Vậy thì bạn chỉ cần cho là H2 y bằng cao, tăng cao lên. Đó. Tương tự như vậy, sau khi mà bạn xây dựng được xong cái dòng cuối cùng này thì bạn sẽ dùng H2 bạn giảm đi một đơn vị nhé. Nó sẽ nhảy lên cái dòng trên mà. Thành ra bạn sẽ dùng H2 bạn giảm đi một đơn vị. Ok. Rồi, sau khi mà xây dựng xong cái dòng cuối cùng này rồi thì bây giờ bạn xây dựng cái cột ở bên trái này này. Cái cột bên trái bây giờ ấy, nó đang có chỉ số cột là cột 1. Chỉ số hàng thì chạy từ hàng 2 đến hàng 1 đúng không? Vậy thì bạn chỉ cần dùng vòng for chạy từ hàng 2 tới hàng 1, sau đó bạn cứ duyệt từ dưới lên trên này này. Và bạn gán lần lượt cho cái cột 1, các phần tử trên cột 1 này được. Đây, bạn kiểm tra là if h1 nhỏ hơn bằng h2 nhé. Ok, sau đó là mình duyệt.
for int y bằng h2 đúng không? Mình duyệt từ hàng h2 cho tới hàng h1 mà. Đấy, sao bạn chỉ cần gán là gì nhỉ? Cái chỉ số hàng ở đây là chỉ số y này, thế còn chỉ số cột là cột 1. Đấy, nó sẽ bằng cái biến cao, sau đó bạn tăng cái biến cao lên. Và xây dựng được xong cái cột ở bên trái thì bạn tăng cái biến C1 này lên để nó nhảy sang cái cột bên phải này. Để tí nữa bạn xây dựng cái cột này tiếp theo, đúng không? Đấy, vậy thì ở chỗ này bạn sẽ tăng cái biến cột 1 lên. Thế thôi, ok. Thế là nó đã xây dựng được xong cái ma trận xoáy ốc của bạn rồi đấy. Bây giờ bạn chỉ cần in ra cái ma trận xoáy ốc đấy là được. Mình sẽ duyệt từ for int y bằng 0, y nhỏ hơn n y cộng cộng. For int y bằng 0, y nhỏ hơn n y cộng cộng. Và bạn sẽ in ra phần trăm d a e z. Ok, hết một dòng thì bạn xuống dòng. Rồi, ví dụ mình cho cái ma trận có cỡ là 4 nhé, cấp là 4. Rồi thì nó sẽ tạo ra được cái ma trận xoáy ốc như thế đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, đấy, thì đấy chính là cái cách xây dựng ma trận nhé. Các bạn cứ hiểu nó trước đã, sau đó hiểu cách xây dựng của nó đã. Sau đó thì mình code thì nó dễ hơn. Bài này tất nhiên là mình không thể học thuộc được. Học thuộc thì rất là khó để mà học thuộc được cái này. Rồi, ok nhá. Đấy chính là cái cách mà bạn xây dựng cái ma trận xoáy ốc. À, thế còn cái bài thứ hai về phần ma trận xoáy ốc này, đấy chính là ma trận xoáy ốc ngược. Thì nó cũng chả khác gì cái thằng trên này đâu. Nó cũng cho mình cái cấp của ma trận nhưng mà nó bắt mình in ngược lại. Tức là cái ma trận của bạn nó bây giờ nó không phải là bắt đầu từ 1, sau đó chạy dần dần đến n bình phương nữa, mà nó sẽ bắt đầu từ n bình phương và nó giảm về 1. Ok, vậy thì nó chỉ khác ở cái việc là cái biến cao này bạn khởi tạo bằng n bình phương đấy, và chỗ này thì bạn cứ mỗi lần bạn gắn biến cao thì bạn lại giảm nó đi, thì khi đó nó sẽ giảm từ cao bình phương về 1 đấy. Cũng không có gì khó khăn cả. Rồi thì nó sẽ ra được cái ma trận xoáy ốc ngược nhé. Ví dụ mình cho 4 thì nó sẽ giảm từ 16 về 1. Đây, nó sẽ giảm 16 về 1. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Đấy, thì đấy chính là hai cái bài xoáy ốc cơ bản nhé. Bài tiếp theo đấy chính là ma trận xoáy ốc nguyên tố. Thì nó cũng vẫn là ma trận xoáy ốc. Nhưng mà ở đây ấy, nó sẽ in ra các cái phần tử của cái ma trận xoáy ốc này chính là các cái số nguyên tố tăng dần từ 2. Đấy. Ví dụ như 3 cái kia thì nó sẽ bắt bạn in ra 9 số nguyên tố đầu tiên. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 và 23. Ok. Vậy thì ở đây cái cỡ của ma trận xoáy ốc này có không quá 10. Tức là nếu mà cùng lắm là bạn cũng chỉ cần 100 số nguyên tố đầu tiên thôi đúng không? Vậy thì bạn làm cái công việc đấy là bạn sinh cho mình 100 số nguyên tố đầu tiên. Ok, sinh 100 số nguyên tố đầu tiên. Sau đó là mình để ra một cái mảng. Ok, đấy. Sau đó thì khi mà biết cỡ của cái ma trận N này này, bạn vẫn xây dựng cái ma trận xoáy ốc như thế này. Bình thường thì mình sẽ gán lần lượt các phần tử của ma trận xoáy ốc này cho cái biến cao đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình gán lần lượt các phần tử của ma trận xoáy ốc này bằng các cái phần tử ở trong cái ma trận, trong cái mảng nguyên tố mà mình đã lưu ra. Ok, ở đây cỡ là 10 đúng không? Tối đa là 10, thành ra mình sẽ chỉ cần 100 số nguyên tố là tối đa thôi đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ dùng một cái mảng nguyên tố nhé, có tối đa là 100 phần tử, sau đó là mình sẽ dùng để xây dựng 100 cái số nguyên tố này bằng một cái hàm init. Mình dùng một cái biến y bằng 0 đúng không? Một cái biến cao bằng 0, sau đó lặp với điều kiện là y cao nhỏ hơn 100. Ok. Đó, mình kiểm tra if nguyên tố của y thì mình sẽ gán nguyên tố, xin lỗi, mảng này là mảng p đi cho nó khác với cái tên nguyên tố đấy. Mình sẽ kiểm tra if nguyên tố của y thì mình sẽ lưu nó vào mảng p. Ok, mình sẽ cho p của cao bằng y đúng không, sau đó tăng k, còn bên ngoài thì tăng y. Rồi vậy thì sau cái vòng lặp while này nó sẽ có đủ cho bạn 100 số nguyên tố và lưu vào mảng p. Ok, phần main thì bạn sẽ gọi init. Bây giờ mình thử in ra 100 số nguyên tố đầu tiên ở trong cái mảng p kia nhé, thì bạn sẽ thấy là mình đã có 100 số nguyên tố đầu tiên rồi, không cần phải lo lắng gì nữa, tí nữa chỉ cần sử dụng thôi. Thì đây chính là 100 số nguyên tố đầu tiên này, 2, 3, 5, 7, 11 cho tới số 541. Ok, đấy, bạn đã có 100 số nguyên tố đầu tiên rồi đúng không? Bây giờ ấy, bạn chỉ cần nhập vào n thôi. Bình thường thì mình gán cái phần tử ở trong cái ma trận xoáy ốc này bằng cái một cái biến cao đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ dùng cái chỉ số nhá, mình sẽ dùng một cái chỉ số là cao bằng 0 đấy, để làm
Tức là mình sẽ gán các cái phần tử của ma trận xoáy ốc A này này đối với các cái phần tử của ma bằng các cái phần tử ở trong cái mảng nguyên tố này này. Và cái thằng cao này nó có nhiệm vụ đấy chính là nó là cái chỉ số của các cái phần tử trong cái ma trận à cái ma cái mảng nguyên tố này. Đấy, mình sẽ gán dần dần lên, mình bắt đầu từ chỉ số 0, ok, để gán thằng 2, sau đó mình tăng chỉ số lên là thành chỉ số 1 thì nó là thằng 3 rồi 5 rồi 7, ok. Đấy, vậy thì ở chỗ này mình sẽ gán nó là gì nhỉ? Mình sẽ gán cho A cái phần tử của ma trận xoáy ốc kia nó sẽ bằng P của K. Đấy, trong đó K ở đây chỉ là cái chỉ số để duyệt qua cái mảng nguyên tố ấy thôi. Và cứ mỗi lần dán xong thì bạn sẽ tăng cái biến cao lên. Dưới này cũng thế này. Nói chung là các bạn chỉ cần biết đấy thôi. Bạn chỉ cần biết xây dựng cái ma trận xoáy ốc thôi. Thế còn ba cái dạng còn lại thì nó như nhau. Các bạn chỉ cần sửa đổi một tí là được. Dưới này cũng thế, mình sẽ cho nó bằng P của CNT. CNT cộng cộng. Rồi, thế là nó sẽ ra được cái bài đấy chính là ma trận xoáy ốc nguyên tố, ok. Mình sẽ xóa cái phần này đi. Đi thi thì tùy vào đầu bài nhé, các bạn phải linh hoạt một tí. Linh hoạt là ví dụ như đầu bài nó có thể cho cái ma trận xoáy ốc này có cỡ là 100 thì khi đó bạn cần 100 bình phương số nguyên tố đúng không? Tức là 10.000 số nguyên tố. Ở đây mình thấy là cái cỡ của nó chỉ có 10 thôi, thành ra là mình chỉ cần xây dựng trước 100 số nguyên tố là đủ dùng cho cái test case lớn nhất rồi đúng không? Đó. Thì nó sẽ sinh ra cho bạn được các cái ma trận xoáy ốc nguyên tố có cỡ là 4 như thế này: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, vân vân. Ok. Đấy, thì là cái dạng tiếp theo của cái bài ma trận xoáy ốc nhé. Cái dạng cuối cùng của phần ma trận xoáy ốc này chính là xoáy ốc Fibonacci. Tức là các cái số ở trong cái ma trận xoáy ốc này này nó không phải là số nguyên tố hay là các cái số tăng dần nữa mà nó là các cái số trong dãy số Fibonacci. Ở đây ấy, input thì cái cấp của ma trận này nó không quá 9 bởi vì các bạn biết rồi đấy, nếu mà lên đến n bằng 10 thì bạn cần 100 số Fibonacci đúng không? Mà số Fibonacci thứ 100 thì nó sẽ vượt quá long long rồi, thành ra là người ta chỉ cho cái cấp của ma trận xoáy ốc Fibonacci này nó không vượt quá 9 thôi. Tức là cùng lắm là bạn cần 81 số Fibonacci đầu tiên đúng không? Thì nó vẫn nằm ở trong long long. Chứ còn nếu mà n bằng 10 thì bạn cần 100 số Fibonacci đầu tiên. Thì đó bạn lại phải xử lý số nguyên lớn rồi. Ok. Vậy thì ở đây ấy, mình sẽ xây dựng 81 số Fibonacci đầu tiên nhé. Hoặc là bạn 90 số cũng được. Thành ra là mình sẽ khởi tạo một cái mảng là Fibonacci nhé. Nhưng mà chú ý nhé. Đấy chính là cái là mảng lưu số Fibonacci này bạn phải để là long long đấy. Bởi vì nếu mà n bằng 9 chẳng hạn thì là số Fibonacci thứ 81 là nó cũng sang long long rồi, bạn dùng in rồi nó sẽ bị tràn. Mình sẽ dùng một cái mảng là long long fibo có 100 phần tử cho thoải mái này. Sau đó mình viết một hàm init để sinh ra các cái số Fibonacci từ 1 cho tới 90. Mình cho fibo của 0 bằng 0, đúng nhỉ? Số Fibonacci đầu tiên này, fibo của 1 cũng bằng 1, sau đó mình duyệt từ 2 cho tới 90 cho thoải mái này. Thực ra thì đối với input n bằng 9 thì mình chỉ cần tối đa là 91 số Fibonacci đầu tiên đúng không? Mình sẽ cho fibo của y bằng fibo của y trừ 1 cộng với fibo của y trừ 2. Rồi ok. Thế mình đã có tất cả các số Fibonacci 90 số Fibonacci đầu tiên rồi đúng không? Trong hàm main thì mình cũng init để sinh ra các số Fibonacci đấy. Và tương tự như cái bài mà xoáy ốc nguyên tố ấy. Đấy. Đấy là mình sẽ dùng một cái biến cao này để làm chỉ số cho các cái phần tử ở trong cái mảng Fibonacci này và gán dần cho nó cho từng thằng một vào cái mảng xoáy ốc là được. Nhưng mà nhớ là cái mảng xoáy ốc này cũng phải long long nhá. Cái mảng ANN này là bạn cũng phải để nó long long đấy, có nó bị tràn đấy. Dưới này thì bạn chỉ cần gán chỗ này nó thành fibo thôi. Đấy. Ok, thay vì mình gán là mảng P thì mình sẽ gán nó là mảng fibo. Và thằng này cũng là fibo. Chỗ kia này fibo này. À xin lỗi. Cái chỗ này thì là A rồi này. Nhưng mà nhớ in ra các bạn cũng phải để đặc tả của long long là LLD nhé. Ok. Thì đấy chính là cái cách mà bạn xây dựng được cái ma trận xoáy ốc Fibonacci. Ok. Chỗ này là bằng 3 này. 3 hơi nhỏ nhé. Thì nó cũng sẽ ra được các cái 0, 1, 1, 2, 3, 5, 13, 21 đúng không? 8, 13, 21. Nếu mà 9 ý, thì nó rất là lớn ý. Bởi vì nó cần 81 số Fibonacci đầu tiên mà. Thì các cái số đấy nó cũng sang long long rồi.
nó không được cân nữa đâu, đúng không? Nhìn nó rất là xấu, nhưng mà nó vẫn là đảm bảo cho bạn là cái xoáy ốc nhé. Đấy, những cái số này nó rất là lớn rồi. Thì đấy là mình đã giải quyết cho bạn xong 4 bài về xoáy ốc Fibonacci nhé. À, xin lỗi, xoáy ốc nguyên tố. Nói chung là các bạn chỉ cần biết nắm được cái bài lời giải của cái bài số nguyên xoáy ốc cơ bản ấy, là bạn có thể làm được 4 bài này. Ok, đấy chính là cái cách mà xây dựng ma trận xoáy ốc. Các bạn cứ nhớ là xây dựng từng vòng một, và mỗi dòng mỗi vòng thì bạn sẽ xây dựng 4 cạnh đấy. Ok, và nếu mà bạn thấy khó khăn quá khi mà không thể biết là cái vòng for này viết như thế nào, thì tốt nhất là các bạn viết ra giấy nhé, viết ra giấy, sau đó là bạn thử xem là đối với cái mình xây dựng từng cạnh một của cái ma trận xoáy ốc này thì mình cần vòng for như thế nào, thì chỉ khoảng 1-2 lần thôi là các bạn có thể biết code, chứ còn học thuộc cái này thì rất là khó, bởi vì nó cũng dễ hay nhầm nữa. Và tốt nhất là các bạn không nên học thuộc, các bạn nên biết cái cách xây dựng nó thì hơn. Ok.